Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tiểu Sư Phụ. Giới thiệu cho các bạn cái cách để chúng ta có thể nhận được cái đồng BTC miễn phí ở trên sàn OKX. Đây là một phương pháp khá là uy tín và chất lượng, thế nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuẩn bị một tài khoản ở trên sàn OKX. Đấy, sàn OKX là một cái sàn khá là lớn và vốn giao dịch của nó cũng rất là cao, được rất là nhiều người sử dụng, đặc biệt là ở Việt Nam nha các bạn. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể nhận được cái đồng Bitcoin này miễn phí nhá. Khi các bạn đăng nhập vào thì giao diện của nó sẽ như thế này các bạn. Ở trong phần sản phẩm này thì nó sẽ có cái phần free Bitcoin, các bạn click vào cho mình. Ok, ở đây thì nó sẽ có các nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta có thể nhận này. Và mỗi cái nhiệm vụ này thì nó sẽ reload sau khoảng tầm 6 tiếng đến 8 tiếng. Ok, ví dụ như nhiệm vụ này mình sẽ ấn vào đây, các bạn sẽ kiếm được 80 Satoshi cho cái nhiệm vụ này. Các bạn chờ thời gian nó chạy này. Đấy, các bạn đọc cái bài viết của nó này và thời gian nó chạy này. Ok, sau khi chạy hết thời gian thì nó sẽ hiển thị như thế này. Đây, nó sẽ hiển thị cái captcha để chúng ta có thể nhập nhé. Chúng ta sẽ phải nhập vào captcha. Đây là wallet, ví à. Đây, chúng ta sẽ chọn những cái ví để chúng ta nhập vào. Các bạn nhấn OK. Đấy, succeed. Thì các bạn có thể thấy nó sẽ cộng tổng Satoshi các bạn kiếm được này. Ở đây mình đã nhận được 160. Tương tự như vậy thì các bạn đọc các bài viết khác. Đấy, nó sẽ chạy thời gian và nó sẽ kết thúc thời gian để chúng ta có thể nhận. Shock là cái gì nhỉ? Shock. Mình không biết là shock là cái gì. Shock có lẽ là một cái khiên. Tortoise là cái gì nhỉ? Mình sẽ phải dùng dịch, tại vì tiếng Anh mình hơi kém một chút. Ok, mình sẽ xem nào. Tortoise. À, con rùa. Đây các bạn click vào những hình ảnh của con rùa và chúng ta nhấn OK. Thì sau khi các bạn tìm được những cái đấy thì các bạn tương tự này, các bạn sẽ thấy được là cái giá trị Satoshi mà chúng ta kiếm được. Ở đây thì mình đang kiếm được 240 Satoshi. Và các bạn lưu ý này, 4 tiếng thì chúng ta sẽ vào làm cái nhiệm vụ lặp đi lặp lại một lần. Đấy, các bạn chỉ cần đọc các bài viết ở trên blog của sàn OKX thôi. Chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ được cộng Satoshi vào luôn. Ok, như vậy là mình đã xem hết các cái bài viết của nó này và mình nhận được 480 Satoshi. Các bạn có thể thấy này, đây là cái số lượng khá là lớn nha các bạn. Ấn vào phần withdraw mình sẽ cho các bạn thấy này. Minroot nó chỉ là 10.000 Satoshi thôi nhá. Các bạn có thể thấy là 5 tiếng thì chúng ta vào claim một lần và mỗi một lần như vậy chúng ta nhận được 500 Satoshi. Thì một ngày chúng ta tính đơn giản chúng ta có nhận được 1.000. Thì 10 ngày chúng ta đã đủ min rút rồi. Đây là một cái chương trình rất là uy tín và chất lượng đến từ sàn OKX nha các bạn. Ngoài ra ấy, các bạn có thể ấn vào phần invite friend now. Cái phần này cho phép chúng ta giới thiệu bạn bè, và cái điều đặc biệt nhất là khi mà bạn bè claim cái token và làm cái nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được 100% số lượng Satoshi mà bạn bè cũng như là người giới thiệu mà các bạn giới thiệu được. Ok, như vậy thì rất là chất lượng phải không nào? Chúng ta chỉ cần giới thiệu được 10 người thôi. Và 10 người như vậy kiếm 1.000 sát mỗi ngày thì chúng ta đã đủ min rút rồi. Đây là một chương trình rất là chất lượng nhé bạn. Các bạn ấn vào phần invite, ấn invite now này, để các bạn copy cái đường link của các bạn. Các bạn giới thiệu thêm thật nhiều bạn bè cũng như là những người đăng ký khác để có thể tham gia. Chỉ cần chúng ta tham gia vào cái phần free Bitcoin này cũng được. Mỗi ngày chúng ta kiếm 1.000 Satoshi và 10 ngày chúng ta có thể đủ rút nhé. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho bạn về cách chúng ta kiếm Bitcoin miễn phí hàng ngày từ một cái sàn giao dịch rất là uy tín, đó chính là sàn OKX. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn.
Hãy nhớ nhá, nhấn đăng ký này, nhấn like, comment, chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.